sự việc một số giáo dân mà là nhà đấu tranh dân chủ, ví dụ như là Trần Thị Xuân, Bạch Hồng Quyền hay là Hoàng Đức Bình bị bắt vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân mới đây ạ. Thì bất cứ một người nào sau khi bị bắt thì các giáo dân đều được huy động đi biểu tình, khuất trương để đòi người, thậm chí là tấn công trụ sở nhà của chủ tịch xã để đòi người của họ. Theo nhà báo thì các linh mục có đứng sau việc này không? Và nếu mà có thì cách thức nào để họ mua chuộc và dụ dỗ con chiên chống lại chính quyền như vậy ạ? À, tôi nghĩ rằng là tôi lấy một cái ví dụ rất là rõ ràng, anh Bạch Hồng Quyền. Bạch Hồng Quyền là một người ở Hà Nội, và Bạch Hồng Quyền đi vào tận trong giáo xứ sông Hồng, thì anh Bạch Hồng Quyền để điều khiển những người giáo dân ở đó, thì như vậy đó, có một cái chỉ thị nào, chắc chắn là phải có một cái chỉ thị nào đó ở trong cái giáo phận đó. Đầu tiên chúng tôi không nói cái vấn đề mà quý vị đi biểu tình á, khi mà cái giáo xứ sông Ngọc, cái ủy ban nhân dân quý vị tấn công vào, tôi nghĩ rằng á, chính quyền ở sông Ngọc đó, họ đã làm một công việc rất là hay, là thứ nhất quý vị tự tố cáo mình là những người đã xâm chiếm vào cái tài sản của chính phủ. Khi một quốc gia đó, ví dụ như một tòa đại sứ mà bị tấn công, thì coi như là những người đó đã tấn công vào trong chính cái nước mà đang có đặt cái tòa đại sứ đó. Thì cái ủy ban nhân dân quý vị làm những điều rất là sai. Thứ nhất, quý vị chiếm ở trụ sở hành chính của ủy ban nhân dân xã, huyện. Thứ hai, quý vị treo cái lá cờ Vatican lên để thay thế một cái lá cờ của quốc. Một cái lá cờ Vatican không thể nào thay thế được một lá cờ của quốc gia được. Thứ hai, quý vị lại muốn yểm trợ ngấm ngầm cho một cái tổ chức gọi là lực lượng cờ vàng, thì quý vị lấy cái cờ nhà bên Vatican với đất cờ, thế dụ cờ đó Đức Mẹ đó thì màu trắng màu xanh, cờ đỏ và cờ trắng, nửa đỏ nửa trắng, nửa vàng nửa trắng, thì quý vị lấy cái màu vàng đó, đó mặc dù cái vàng đó là vàng nhạt chứ không phải vàng đậm giống như là của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng quý vị đã muốn gửi một cái thông điệp cho những người hải ngoại rằng là quý vị đang làm cái công việc mà những người ở hải ngoại mong muốn, và để điều đó để được cái gì, điều đó để được rằng là có những cái nguồn tiếp tiếp tiền về trong trong nước. Vì hiện tại tôi biết chắc chắn là công an đã có những cái nguồn, và trong cái hồ sơ của Nguyễn Thanh Tú thưa kiện á, Hoàng Tứ Duy là phát ngôn nhân chính thức của Đảng Việt Tân có cái tài khoản ở trong Vietcombank, thì những cái tài khoản từ trong Vietcombank á sẽ chuyển đi được nơi đâu, và chúng tôi nghĩ rằng anh em Việt Vision cũng đã có một cái cuốn phim thâu được lúc mà đứng chia tiền sau khi biểu tình. Thành ra những cái công việc mà quý vị đang làm, chúng tôi nghĩ rằng là quý vị đã vi phạm cái luật lệ rất lớn. Quý vị thấy rằng ở bên Mỹ không có người nào dám kéo tới một cái trụ sở cảnh sát nào, không có một người nào dám tới kéo tới một cái sự tòa án nào, mặc dù nước Mỹ là một nước tự do dân chủ, bảo đảm là cảnh sát sẽ dẹp quý vị. Đằng này quý vị lại còn đưa người lên đòi thả người ra, và mới mới đây nhất những cái hình phạt, rồi tôi nghĩ rằng á, nhà nước Việt Nam làm rất đúng, nhưng mà những cái đài như là RFI, là BBC, là VOA là nói rằng không cho những người này vào, những người kia vào. Ở bên Mỹ không phải ai muốn vào tòa án cũng được vào. Tôi đưa thẻ báo chí tôi vào, họ không cho, họ nói chúng tôi trong cái phiên họp này không có báo chí là chúng tôi cũng không được vào, chứ không phải là ở chỉ có Việt Nam. Nhưng mà tại sao quý vị lại cứ thích nghĩa là bôi bác hay là vu khống rằng là nhà nước Việt Nam hay là chế độ cộng sản là ngăn cản quý vị?
Nếu mà quý vị giống như bên Mỹ mà kéo những người đi biểu tình đòi thả người ra như vậy đó, là thưa quý vị là những người bị bắt đầu tiên và quý vị là những người bị giam đầu tiên trước khi phiên tòa xử nữa. Như vậy thì ông có tham mưu gì cho chính quyền cách thức xử lý những linh mục đứng đằng sau này và cũng như là những giáo dân bị lôi kéo mà trong đó thì phần lớn là trẻ em, phụ nữ và người già? Vâng, nhân tiện nói cái câu này thì chúng tôi thấy rất bất nhẫn, không phải là trẻ em, phụ nữ, người già, mà bây giờ đó kể cả những người bị bệnh tâm thần họ cũng đưa ra để làm những cái bình phong. Những cái người đó là họ không có ý thức rồi, bắt họ cầm những cái bảng như vậy. Đấy, thì là chắc chắn là họ cầm cái bảng trong tay họ không biết cái gì. Quý vị nói họ trong tay họ là cái gì họ chỉ nghe họ cầm như vậy thôi. Đó là những cái hình ảnh rất là bất nhẫn. Nhưng mà và những quý vị đã đưa làm những cái chuyện đó. Tôi đề nghị như này với nhà nước Việt Nam, chúng ta không cứ bạo động để dẹp những người này. Và chúng ta chỉ cần nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức viết một cái lá thư cho Hội đồng Giám mục Việt Nam và thông báo cho Vatican, đưa tất cả những cái hình ảnh bạo động của những vị linh mục này và đặt vấn đề với lại Hội đồng Giám mục Việt Nam, với lại Vatican, có phải rằng đây là chủ trương của Thiên Chúa hay không? Chúng tôi được biết rằng Kitô hữu cũng giống như là các đạo khác đều dạy con người ta chân thiện mỹ. Và tại Việt Nam chúng tôi không bao giờ có những cuộc biểu tình của những cái tôn giáo khác. Hiện tại chúng tôi có tới 7 tôn giáo ở trong nước. Nhưng mà tại sao chỉ có một cái nhóm công giáo ở giáo phận Vinh làm cái chuyện đó mà không có những cái tổ chức công giáo khác làm? Thì điều đó chứng tỏ rằng á, là công giáo, đây là không phải là chủ trương của công giáo Việt Nam và cũng không phải là chủ trương của công giáo của Vatican, mà chỉ là chủ trương của một cái chủ chăn chiên là ông giám mục Nguyễn Thái Hợp đã kích động cái việc này lên. Thì đó là một cái lá thư mình gọi là rất là gọi là giao hữu, mình đưa cho bên Vatican là để họ yêu cầu giải quyết. Và chúng tôi không có phải là dẹp cái này, nhưng mà quý vị hãy đưa những cái thay đổi những cái vị mà chủ chăn ở đây, chủ chiên ở đây, từ ông Nguyễn Thái Hợp, những người nào mà có đã những cái vi phạm đó, chúng ta đưa cho họ những cái bằng chứng và yêu cầu họ có một thái độ giải quyết. Khi nào họ không giải quyết và vấn đề vẫn không ấy, thì chúng ta theo đúng luật pháp. Ông Nguyễn Đình Thục ngày hôm nay, hôm nay này, ngày hôm kia này, ngày hôm nay này, đấy, ông đã làm những công việc này, mà những công việc này đã rất là nguy hiểm. May mắn là cái vụ mà chặt xe cộ ở trên cái đèo con á, không có ai bị chết, không ai bị thương. Nếu mà bị thương và bị chết, ai là người chịu trách nhiệm? Có phải nhà nước Việt Nam không? Thế nhưng mà ai là người gây ra? Chính quý vị. Quý vị mới là thủ phạm. Thì khi mà quý vị thủ phạm như vậy, người ta có quyền phạt phải chịu. Và quý vị, cô Lê Mỹ Hạnh có thách thức người ta một câu rất là: chúng tôi á, vì nhà nước Việt Nam, vì xã hội Việt Nam nghèo đói quá, tất cả đàn ông phải đi lao động ở Hàn, ở Đài, ở Trung. Thành ra chúng tôi không có ai, chỉ có là phụ nữ, trẻ em, chúng tôi đưa ra đây để biểu tình. Đó là cái lời của Lê Mỹ Hạnh ở trong các video hãy còn chứng minh. Là cô ta kích động, thứ nhất, tuyên truyền cho thế giới biết rằng ở Việt Nam là nghèo đói. Và thứ hai, đưa những cái lực lượng nó ra đó, mục đích của họ là gì? Không lý là đàn ông đâu, không còn ai à. Mục đích của họ là nếu mà nhà nước có đàn áp, thì nhà nước không nỡ lòng mà đàn áp những người lớn tuổi và các trẻ em được. Và những cái kế hoạch như vậy, nó rõ ràng nó nói lên cái âm mưu của quý vị thật sự đang muốn gây rối và phá hoại cái tổ chức này. Thì chúng tôi đề nghị rằng nhà nước Việt Nam viết một cái lá thư rất là ngoại giao với lại Vatican và Hội đồng Giám mục và yêu cầu một buổi nói chuyện nếu cần để giải quyết vấn đề, mời họ vào trong đó nói chuyện. Những linh mục như là Nguyễn Đình Thục, là Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong ạ,
thì dám dẫn dắt giáo dân chống lại chính quyền và rao giảng nội dung công kích chính quyền. Thì nhà báo dự đoán là tương lai dành cho những vị linh mục này sẽ như thế nào? Và liệu chính quyền cộng sản có bất lực hay là pháp luật có ngoại lệ nào dành cho những vị linh mục này không ạ? Tôi nghĩ rằng đối với một vị linh mục hay đối với một người dân thường thì luật pháp phải công bằng. Không thể dùng một cái tôn giáo nào để mà che đậy cái hành động sai trái của mình được. Dù đó vị linh mục, tại sao cái giáo hội công giáo của La Mã bồi thường hàng mấy chục tỷ bạc về cho những cái linh mục mà làm những cái chuyện như là ấu dâm và những cái vụ xâm phạm tình dục? Đó là họ chấp nhận cái chuyện lỗi lầm và họ chấp nhận cái chuyện bồi thường để mà gọi là trả lại những cái bồi thường cho những cái lỗi lầm của những vị linh mục đó. Thì dù bây giờ ông Đặng Hữu Nam, ông Nguyễn Đình Thục hay là Nguyễn Ngọc Nam Phong, quý vị đó theo tôi nghĩ rằng quý vị đó sẽ phải trả một cái giá. Bởi vì những người này đó, đối với tôi, Phêrô Nguyễn Phương Hùng là một người công giáo. Và tôi đã bỏ đi nhà thờ kể từ ngày ông Thục, ông Nam, ông Hợp làm những cái chuyện này. Bởi vì tôi nghĩ rằng á, giáo hội công giáo chưa có đủ cái biện pháp chế tài. Và những cái người mà gọi là chủ chăn không có xứng đáng đó mà vẫn được làm chủ chăn như vậy, thì tôi nghĩ rằng tôi không cần phải đi vào trong nhà thờ để mà đi xưng tội hay là đi làm đấy. Mà tôi có quyền ở nhà tôi đọc kinh và tôi đi ra ngoài tôi làm những cái việc bình thường, những việc có ích cho xã hội. Tôi vẫn là một người Kitô hữu, xứng đáng hơn là cái cá nhân của ông giám mục Nguyễn Thái Hợp hoặc là Đặng Nam Phong, Nguyễn Đình Trục, Nguyễn Duy Tân. Tôi nói thưa các cha, tôi gọi các ông là những con quạ đen của đạo công giáo.